Thì ngoại trừ điều này ra, chúng ta nhìn một số những cái tài liệu on-chain thì các bạn thấy được là Nhìn vào Ethereum đi, chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới Ethereum Thì Ethereum, các bạn thấy được là cái số lượng Ether được nạp vào trong cái hệ thống Ether 2.0 đó Ngày nào cũng có, ngày nào cũng có Và chúng ta nhìn vào cái biểu đồ trên màn hình đó để Thường zoom vào các bạn thấy rõ ràng hơn là ngày 19 tháng 5 Đây là cái thời điểm mà giá cả Bitcoin đi xuống và sau đó Ethereum xuống tới mức thấp trong cái thời điểm là ngày 22 tháng 5 khi mà xuống chỉ còn có 2.99 đô ngày 22 tháng 5 thì ngay sau đó các bạn thấy được là không những là mọi người ngưng nạp tiền vào trong cái địa chỉ ví Ether 2.0 có nghĩa là không những mọi người ngưng không nạp những đồng Ether vào đó mà các bạn thấy được là họ còn tiếp tục nạp vào và có nhiều ngày nạp rất là nhiều. Chúng ta nhìn vào ngày 25 tháng 5 đi ngày này đã có 3.913 Ethereum nạp vào hệ thống Ether 2.0 Chúng ta nhìn vào ngày 22 tháng 6 đi Thì có 4.191 Ether nạp vào Ether 2.0 Chúng ta nhìn vào gần đây ngày 5 tháng 7 đi Có 2.913 Ether nạp vào cái địa chỉ ví Ether 2.0 Các bạn cũng đã biết là bây giờ Các bạn có thể nạp địa chỉ các bạn có thể nạp ether của mình vào trong cái ví ether 0 để mà tham gia vào staking nhưng mà đây là cái đường một chiều có nghĩa là các bạn nạp vào rồi thì các bạn không thể lấy ether mình ra được như bạn hỏi thường đó là tại sao mà uh, chúng ta lại nói như vậy trong khi mà những cái sàn đó có thể là các bạn tham gia vào staking ETH 2.0 Họ cho các bạn một đồng ETH 2.0 Thì trước hết cái đồng mà các bạn nhận được đó không phải là đồng ETH 2.0 Đó chỉ là một cái đồng đại diện mà thôi Tại vì bây giờ ETH 2.0 vẫn chưa có hoạt động, chỉ là một địa chỉ ví để các bạn gửi cái Ether mình vào để mình tham gia vào staking mà thôi chứ không phải là hoạt động như là mạng lưới Ether hiện tại và cái đồng đại diện Ether 2.0 đó nó là chỉ hoạt động được trên sàn đó mà thôi những sàn khác không có chấp nhận đây là cái điều khác biệt nhưng mà các bạn thấy là mặc dù giá đi xuống mọi người không có quản loạn mà bán hết Ether của mình mà các bạn thấy là cái số lượng Ether được nạp vào địa chỉ ví Ether 2.0 ngày để càng tăng lên chúng ta thấy được là cho tới ngày hôm nay tổng cộng đã có là đừng zoom vào các bạn sẽ thấy được là năm 37% của tất cả Ether hiện bây giờ đã nằm trong địa chỉ ví Ether 2.0 Nghĩa là con số này đã không còn trên sàn giao dịch, không còn lưu thông được nữa Tại vì nạp vào là không lấy được cho đến khi nào mà mạng lưới Ether 2.0 thành công Còn khoảng là một năm nữa Thì chúng ta thấy được là 5,37% có nghĩa là bao nhiêu Ether Có nghĩa là 6,26 triệu Ether bây giờ được lóc được lại trong cái ứng dụng Ether 2.0 này Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào biểu đồ kế tiếp đi Thì đây là còn bao nhiêu Ether ở trên thị trường Thì chúng ta thấy được là giá cả đi xuống Nhưng mà các bạn thấy được cái đường màu đỏ này là còn bao nhiêu Ethereum Trên những sàn giao dịch thì cũng đi xuống theo mà thậm chí tốc độ Càng ngày lại càng tiếp tục nhanh hơn như là các bạn nhìn thấy trên màn hình Chúng ta thấy được là bắt đầu là từ cái thời điểm này ngày 22 tháng 5 Khi mà giá Ether đồ ngột đi xuống mạnh đó từ cái mức cao là hơn 4.000 đô thì ngày hôm đó các bạn thấy được là chúng ta từ ngày đó cho đến bây giờ thì cái số lượng ether không những là không tăng có nghĩa là không những là chúng ta không thấy nhiều người đẩy ethereum lên trên sàn mà chúng ta thấy được là cái điều ngược lại đã xảy ra là ethereum được rút ra khỏi sàn rất là nhanh trong thời điểm này thì các bạn nghĩ là ai đang rút ether ra khỏi sàn giao dịch bây giờ chúng ta bây giờ hãy nói tới bitcoin đi thì tình hình Bitcoin khác thì khác Ethereum một chút. Các bạn thấy được là ngày 19 tây tháng 5 đó chính là cái thời điểm mà chúng ta thấy được là giá của Bitcoin xuống 30.000 đô lần đầu tiên từ cái mức là 65.000. Nhưng mà các bạn thấy được là trước đó thì đương nhiên là chúng ta thấy là có một số lượng Bitcoin được nạp lên trên sàn cái đường màu đỏ này tăng lên. Nhưng mà sau đó thì các bạn thấy đó ổn định lại và thậm chí từ cái thời điểm là ngày 14 tháng 6 cho tới bây giờ đó không có thêm Bitcoin đưa lên trên sàn giao dịch mà chúng ta còn thấy nhiều Bitcoin được rút ra khỏi sàn. Đương nhiên mỗi ngày đều có Bitcoin nạp đi vào và rút ra Nhưng mà chúng ta nói là cái số lượng Bitcoin trên những sàn Nga lại càng ít đi Từ cái thời điểm là ngày 14 tây tháng 6 Chúng ta nhìn vào cái thông tin liên quan tới Funding Rate Thì các bạn thấy được là cái Funding Rate là cái số âm Có nghĩa là có nhiều định số trên thị trường như bạn có thể biết là cái cách hoạt động của funding rate hay nhiều bạn gọi là cái phí qua đêm đó thì cái funding rate này đó là cái bên nào mà giữ cái lệnh nhiều sẽ trả cho bên giữ cái lệnh ít thì trong trường hợp mà cái con số này là cái số âm có nghĩa là nhiều lệnh short hay là định long nhưng mà ngược lại các bạn thấy đưa là từ từ thì cho đến thời điểm bây giờ đó funding rate đã trở về coi như là số 0 có nghĩa là chúng ta không còn thấy nhiều lệnh short nữa dựa theo cái tài liệu này đương nhiên Chúng ta thấy được là cuối tuần thì lâu lâu chúng ta có những thông tin là có nhiều lệnh short nó có mặt ở trên những cái sàn như là sàn Bitfinex nhưng mà đó là cái tình hình ngắn hạn và một cái tình hình đặc biệt chúng ta thấy được là phần lớn chúng ta tính tới thời điểm bây giờ đó tới cây các sàn thì bây giờ các bạn thấy là funding rate không còn là số âm nữa có nghĩa là chúng ta không còn thấy nhiều lệnh short ở trên những cái sàn nói chung một số sàn vẫn còn có lệnh short như là Bitfinex nhưng mà chúng ta không thấy đó là cái tình hình chung hiện tại Chúng ta bây giờ hãy nói tới biểu đồ kế tiếp đi thì đây là cái thông tin liên quan tới những cái thời đào. Thì các bạn thấy được là đây là cái số lượng Bitcoin được chuyển lên trên sàn giao dịch đến từ những cái ví của những cái thợ đào. Thì tuy là chúng ta nghe nói tới nhiều thông tin xấu hồi tháng 6 liên quan tới cái việc mà những thợ đào của Trung Quốc bán nhưng mà trên căn bản các bạn nhìn vào cái đường màu đỏ này đi thì cái đường màu đỏ này là đương nhiên trong tháng 6 các bạn cũng thấy có một số đợt có nhiều Bitcoin được đẩy lên trên sàn đến từ những ví của những thợ đào. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn lại đó thì so với lại tháng 1, tháng 2, tháng 3 của năm nay thì cái con số này thật sự không đáng kể cho nên cái tin tức liên quan đến những cái thợ đào bán Bitcoin của Trung Quốc đó, những cái xưởng đào mà đóng cửa mà họ bán Bitcoin hay là họ dọn đi nơi khác họ bán Bitcoin của mình thì cái số lượng đó không đáng kể chỉ là tin tức nó đáng sợ hơn là sự thật. Đây là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn, tin tức đáng sợ hơn là sự thật chứ còn trên căn bản chúng ta không thấy cái uh, tài liệu là nhiều Bitcoin được bán bởi dân thời đào, chúng ta có nhưng mà không nhiều như là mọi người nghĩ và trên căn bản chúng ta tính chung đó thì tính hết tới các cái thời đạo thì các bạn thấy được là trên căn bản là từ tháng 3 của năm nay đó cho đến bây giờ thì hầu như là chúng ta không thấy nhiều đồng tình đến từ thời đào có nghĩa là nhiều thời đào bây giờ họ vẫn tiếp tục tích lũy chúng ta không thấy là thời đào đẩy Bitcoin lên trên sàn để mà bán mặc dù là giá cả đã đi xuống phần lớn họ bán là từ tháng 1 tới tháng 3 của năm nay Chúng ta nhìn vào một biểu đồ khác nữa mà chúng ta sẽ nói tới bây giờ là biểu đồ liên quan đến Classno đi. Thì đây là biểu đồ gọi là ASPOR. Thì hiểu một cách đơn giản đó, biểu đồ này cho chúng ta thì được là khi Bitcoin di chuyển trên mạng nơi blockchain thì Bitcoin nó di chuyển so với lần trước đó, đó thì lời hay là lỗ. Thì chúng ta bây giờ zoom vào đi có một thời gian sau khi Bitcoin xuống đó, ngày 19 tháng 5 thì thị zoom vào các bạn sẽ thấy rõ ràng hơn là sau ngày 19 tháng 5 khi mà giá Bitcoin đi xuống đó thì có một thời gian dài mấy tuần liên tục các bạn thấy được là những Bitcoin di chuyển đó phần lớn là lỗ có nghĩa là nhiều người họ cắt lỗ ở những thời điểm này nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì các bạn thấy được là cái tình trạng mà những cái người đầu tư cắt lỗ đó dựa theo chỉ số này đã không còn nữa hầu như bây giờ đó là đã ổn định lại có nghĩa là chúng ta không còn thấy nhiều người các lỗ duy chuyển như Bitcoin mà bị lỗ trong thời gian này nữa Chúng ta bây giờ đó nhìn vào một cái tài liệu khác đi Đây là một cái tài liệu mà nhiều bạn cũng hỏi thuận là bây giờ đó tình hình những cái ví trên mạng lưới như thế nào Chúng ta bây giờ hãy đi vào dashboard chúng ta bấm vào uh, addresses đi Đây là tài liệu liên quan đến hiện cái địa chỉ ví của Bitcoin thi để thử zoom vào các bạn sẽ thấy rõ ràng hơn chúng ta nhìn vào những địa chỉ ví mà có hơn 0,1 Bitcoin thì các bạn thấy được là từ ngày 17 tây tháng 6 cho đến bây giờ thì chúng ta thấy được là cái xu hướng là xu hướng tăng trưởng có nghĩa là càng ngày càng có nhiều ví có hơn 0,1 Bitcoin chúng ta nhìn vào tài liệu tương tự nhưng mà có hơn một à, 1 Bitcoin thì cũng tương tự ngày 16 tháng 6 tới bây giờ đã đường màu vàng này là tăng trưởng lên có nghĩa là càng ngày càng có nhiều địa chỉ ví có hơn 1 Bitcoin chúng ta bây giờ hãy đi cho xuống dưới này và nhìn vào tài liệu là những địa chỉ ví có hơn 10 đồng Bitcoin thì các bạn thấy được là cũng tương tự bắt đầu là từ ngày 18 tháng 6 đó thì chúng ta đã thấy cái sự tích lũy của những cái địa chỉ ví này bây giờ chúng ta đã có hơn cái số lượng địa chỉ ví Bitcoin mà có hơn 10 Bitcoin chúng ta nhìn vào tài liệu tương tự cho những địa chỉ ví mà có hộ trăm Bitcoin thì cũng tương tự nhưng mà thật ra từ ngày 28 tây tháng 5 cho đến bây giờ ra thì đường màu vàng này tăng trưởng như là càng ngày càng có thêm những địa chỉ ví có hơn 100 đồng Bitcoin Chúng ta nhìn vào những địa chỉ ví mà có hơn 1.000 Bitcoin thì không có sự thay đổi. À, từ cái thời điểm là ngày 17 tháng 5, chúng ta nhìn vào những địa chỉ ví mà có hơn 10.000 Bitcoin đi thật ra thường không có thích nhìn vào những địa chỉ ví mà có hơn 10.000 Bitcoin tại vì khả năng rất cao. Đây là cái địa chỉ ví của những cái sàn giao dịch. Nhưng mà chúng ta thấy là cho dù nhìn vào hơn 10.000 Bitcoin thì từ đầu tháng 6 tới bây giờ cũng không có sự thay đổi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta thấy được là không có dấu hiệu là những cái địa chỉ ví lớn lưu trữ Bitcoin họ đang xả hàng Chúng ta thấy được là ngược lại là chúng ta có những địa chỉ ví như là hơn 100 Bitcoin tích lũy những địa chỉ ví hơn 10 Bitcoin tích lũy, những địa chỉ ví hơn 1 Bitcoin tích lũy, vân vân. Chúng ta nhìn vào tài liệu tương tự liên quan tới Ethereum đi Thì khác một chút nhưng mà chúng ta thấy là trước hết là hơn 0.1 Ether Thì chúng ta thấy được là không có cái sự thay đổi Lúc nào chúng ta thấy cái đường này cũng tăng lên nghĩa là càng ngày Càng có thêm nhiều địa chỉ ví có ít nhất là 0.1 Ethereum có hơn 1 ETH thì cũng như vậy các bạn thấy được là từ đầu năm cho tới bây giờ đường màu xanh thì cứ tăng trưởng mà thôi có nghĩa là mặc dù là giá cả đi xuống không thay đổi xu hướng. Nhưng mà chúng ta nhìn vào những cái địa chỉ ví mà có hơn 10 đồng ETH thì từ ngày 18-19 tháng 6 đó thì chúng ta thấy được là lại có thêm nhiều địa chỉ ví có nhất là 10 đồng ETH và bây giờ ether là cái giá là khoảng 2.000 đô thì 10 ether thì giá là các bạn thấy được là 2.000 nhân 10 là khoảng 20.000 đô Chúng ta nhìn vào những địa chỉ ví mà có hơn 100 ether Thì cái xu hướng là xu hướng giảm Nhưng mà ngược lại chúng ta nhìn vào những địa chỉ ví mà có hơn 10.000 ether Thì uh, các bạn thấy được là cái xu hướng tăng trưởng Có nghĩa là càng ngày chúng ta lại càng có thêm nhiều cá voi Trên cái uh, thị trường của ether từ tháng 11 của năm ngoái luôn chứ không phải là chúng ta thấy được là chỉ mới đây thậm chí khi mà giá Ether lên tới 4.000 mấy xuống còn 2.000 các bạn thấy được là cái đường màu tím này cứ tăng trưởng và tăng trưởng và tăng trưởng các bạn thấy được là cái số lượng mà hơn 10.000 Ether với cái con số là khoảng 2.000 đô la trên một đồng Ether có nghĩa là khoảng 20 triệu đô la thì những cá voi này cứ tiếp tục và tiếp tục có nhiều hơn trên thị trường và chúng ta nhìn vào những địa chỉ ví mà có hơn 1.000 đồng Ethereum thì không có sự thay đổi nhiều thì chúng ta thấy được là nhìn vào những tài liệu on chain đó các bạn thấy là tình hình bây giờ đã không cho chúng ta thấy được là có cái dấu hiệu xả hàng đến từ những cái địa chỉ ví lớn thậm chí những cái tài liệu on chain cho chúng ta thấy được là cái tình trạng mà thợ đầu bán hay là cái tình trạng liên quan À, đến những nhà tôi riêng lẻ bán mà bán lỗ đó tình trạng đó cũng đã giảm đi rất là nhiều và chúng ta thấy được là những địa chỉ ví đó thì cứ từ 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 tăng trưởng lên chứ không có phải là mất đi như là chúng ta mới vừa nói tới và chúng ta đã thấy được là cái số lượng ether ở trên những sàn giao dịch thì cứ giảm đi giảm đi rất là nhiều càng càng nhiều ether được lóc lại trong cái ví ether 2.0 và cái số lượng bitcoin trên sàn đó thì không có thay đổi các bạn thấy được là chúng ta không có thấy dấu hiệu là những bitcoin được đẩy lên trên sàn để mà bán nữa đó là cái tình trạng on-chain hiện bây giờ và chúng ta thấy được là bây giờ đó thì ngoại trừ chúng ta thấy được những cái dấu hiệu là những tổ chức đầu tư những công ty đó họ đang rất sốt sắng tham gia vào thị trường này chúng ta cũng có những cái uh, điều mà trước đây đó có thể là chúng ta sẽ nghĩ đến mà thôi chứ còn không biết khi nào mà là sự thật nhưng mà giờ đã là sự thật như trên màn hình các bạn thấy được đây là cái thẻ tín dụng Visa của BlockFi các bạn thấy là thường đang xếp hạng để thường refresh cho này lại thì bây giờ đó rất nhiều bạn ủng hộ và bằng cách là tham gia vào cái waitlist như là cái danh sách chờ đợi cho nên mỗi lần mà các bạn tham gia vào thì thường sẽ được lên hàng bây giờ thường đang đứng hàng thứ 76 trong tổng cộng là có 398 người đang chờ đợi để mà có được cái thẻ này khi mà có thường sẽ review cho các bạn coi và cái thẻ visa này là một thẻ mà có thể tiếp cận được với những người bình thường các bạn thấy được rồi hàng ngày người dân hoa kỳ sử dụng rất là nhiều uh, những thẻ tín dụng và họ thường đó là sử dụng thẻ tín dụng nào mà cho họ cái lợi nhuận cao nhất có nghĩa là trả một phần lại cho họ khi mà họ sử dụng thì đây là một cái thẻ mà đối với thường là rất là tốt trả lại 1,5% và trả bằng bitcoin và các bạn có thể là kiếm được lợi nhuận khi mà uh, lưu trữ ở trên uh, BlockFi và đương nhiên đây chỉ để dành cho người Hoa Kỳ ở thời điểm hiện tại và không chỉ riêng như vậy mà các bạn thấy được là những cái công ty khác cũng có những cái thẻ tín dụng liên quan đến Bitcoin đây là một cái bước tiến rất là quan trọng để mà bình thường hóa thị trường này không những là các bạn thấy được là crypto Bitcoin là một cái công cụ đầu tư cho những nhà đầu tư lớn cho những người mà thích đầu tư như là thuận và các bạn là bây giờ những người bình thường không có hứng thú đầu tư cũng có thể là tiếp cận được với Bitcoin thông qua những cái thẻ này đây là cái bước tiến rất là đáng kể và thậm chí các bạn thấy là những người mà thích đầu tư chứng khoán đó những cái ứng dụng mà đầu tư chứng khoán bây giờ như là các bạn thấy được là chúng ta nói tới những ứng dụng như là Webull hay là Robinhood thì có ứng dụng nào mà các bạn không thể mua crypto đâu điều mình thường muốn nói với các bạn ở đây đó là trong thời gian mà các bạn thấy được là giá có thể là nhàm chán nhưng mà đối với nhiều người khác thì họ lại không thấy đây là thời gian nhàm chán mà đây là thời gian mà họ đang tranh thủ thường chỉ muốn chia sẻ với các bạn về những gì mà các bạn cần nên phải lưu ý đến giá cả trong thời gian ngắn hạn không ai có thể biết được. Làm sao mà các bạn có thể biết được là trong vòng 5 ngày tới đây giá sẽ ra sao, trong vòng 5 tháng tới đây giá sẽ ra sao. Nhưng mà chúng ta cần phải quan tâm đến giá cả không phải là 5 ngàn tới đây mà là 5 năm sau này. Và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và dành cho những bạn nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital. Thì các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái thông tin như là các bạn có thể giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn margin nổi tiếng Bybit và MT và hiện bây giờ đó thì các bạn có thể tìm hiểu về đăng ký group tính hiệu trade miễn phí, đây là hợp tác giữa kênh Thuận Capital và kênh Anh Review. Hay là những bạn nào mà đang sống ở Hoa Kỳ thì có thể tìm hiểu những cái dịch vụ như là Binance US. Đây là một sự lựa chọn cho những bạn nào mà đang sống ở Hoa Kỳ mà thích giao dịch altcoin cũng như là những cái dịch vụ khác như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Và một lần nữa Thuận cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.